Xin gửi lời chào đến tất cả các bác cùng đam mê audio trên toàn quốc. Mọi thông tin các bác liên hệ với em qua số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ các bác nhé. Hôm nay Hà Nội là một ngày đầy mưa gió các bác ạ, cũng như là bão lũ về. Bởi vậy rằng là hãy ở yên trong nhà và phòng chống bão lũ thôi. Hãy ngắm và cũng như xem những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh, rất nhiều những sản phẩm khác nhau đến để phục vụ cho tất cả các bác cùng chơi. Nếu các bác quan tâm hãy cứ liên hệ với em để được em lựa, cũng như rằng là tư vấn làm sao cho cuộc chơi của các bác được phù hợp và hợp lý nhất nhé. Trên tinh thần là hàng thật, giá trị thật, cung cấp cho các bác những món đồ chơi để làm sao cho phù hợp. Hôm nay em chia sẻ với các bác một món hàng quen mà lạ, lạ mà quen. Những bác nào mà chưa xem, hôm nay có dịp được xem một cặp dây loa rất là hay, tốt đến từ em Hồng Anh nhá. Một cặp dây loa mà có thể nói là đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí, ngon, bổ, rẻ, chất lượng và cam kết là dây chuẩn xịn thật. Các bác yên tâm chơi và trải nghiệm. Một cặp dây loa đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Anh, thương hiệu Audio Innovation. Em đã có rất nhiều những cái sản phẩm đến từ thương hiệu này rồi. Sản xuất cả dây loa đến cả loa cũng đều có nhé các bác nhé. Một cặp dây loa với cái lõi là được mạ bạc tổng hợp và là bản bi ngoài 4 lõi, hoàn toàn có thể tách đôi, tức là tự xé ra bằng tay được. Bởi vậy rằng là rất là đa dạng trong cái cuộc chơi. Nếu bác nào không cần dây 4 lõi thì hoàn toàn có thể tách đôi ra, tức là một sợi dây BY dài 2m có thể được tách ra thành một cặp rồi. Như vậy chi phí nó cũng sẽ được ngon, bổ, rẻ và hợp lý đi hơn rất là nhiều. Dây rất là tốt, đến từ Audio Innovation, và cặp dây đang được em chia sẻ với mức giá rất là rẻ thôi. Lý do rẻ bởi vì rằng là dây bị mất chữ các bác nhé, và em còn rất là ít thôi để phục vụ cho tất cả các bác đang có nhu cầu dây bị mất chữ. Nhưng xin cam kết với các bác là dây chuẩn xịn thật, bởi vậy là các bác cũng không phải lo lắng đâu. Ở trong cuộc chơi em xin đảm bảo mọi cái cam kết rằng là dây xịn để các bác không phải lo lắng và suy nghĩ gì nhé. Cặp dây dài 2m bản BY đang được em chia sẻ với mức giá chỉ có 1.800.000 thôi. Và nếu mà các bác tách đôi ra, nghiễm nhiên chỉ còn có 900.000 cho một cặp dây đơn. Mức giá quá hợp lý rồi các bác, làm dây loa quá ok nhé. Hoặc đi thùng loa. Hệ thống được phát huy hơn rất là nhiều khi các bác thay những cái cặp dây tốt và chất lượng vào trong thùng loa. Hoặc là đơn giản hơn là đi phân tần, làm cho loa chép, vân vân. Rất nhiều những cái ứng dụng có thể chơi trên một cặp dây loa này để các bác có thể sử dụng. Và độ dài có thể theo nhu cầu, nếu các bác cần chơi 1 mét thôi em vẫn sẵn sàng phục vụ. Bởi vậy là các bác hãy cứ lựa chọn và tính toán làm sao cho nó phù hợp nhất với hệ thống của mình. Nhưng xin chú ý rằng một khi đã cắt ra thì không thể thay đổi được. Bởi vậy rằng là phải tính toán thật kỹ về cái độ dài để làm sao đủ dùng nhất có thể các bác nhé. Giá thành rất là tốt rồi, quá là ngon, bổ, rẻ với cái lõi dây được mạ bạc tổng hợp như các bác đang thấy ở trên clip em đang quay đây. Nếu mà cần chơi thì liên hệ với em Hồng Anh, số điện thoại và kết bạn Zalo 086 688 0998. Một cặp dây tốt, chuẩn chỉ để phục vụ cho các bác hệ thống mà đang bị âm y, các cái giải nó chưa được rõ nét, hay là đang bị dính vào nhau, thì đây là một sự lựa chọn thật sự tốt, giúp cho hệ thống nghe lâu mà không cảm thấy mệt mỏi. Và hơn hết là một cặp dây chuẩn xịn tốt thật, không phải lây hoay và không phải lo lắng rằng không biết là bỏ tầm đấy tiền ra liệu có mua được dây tốt hay chưa. Em cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Hồng Anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm sau.